Xin chào cả nhà. Hôm nay mình đi từ cái làng Đại Bình, là thôn Đại Bình đó, đội Nam, đi lòng vòng sưu tầm chiếc cổ như là đi ngang qua nhà Bộ Đức, danh nhân số 1 của Việt Nam, rất có tâm, chuyên về làm bóng đá và công ty Hoàng Anh Gia Lai. Mình rất là vinh dự được là cái thế hệ rất là học hỏi từ danh nhân ấy rất nhiều. Mình về quê mình sưu tầm được gốm về gốm hoa xanh mà thôi, gốm cây me 4 món, 2 món nho xinh xinh này và 2 cái món bình voi. Rồi xin chào cả nhà. Hôm nay là mình nhân dịp về quê, nhà có việc rồi cả nhà, cùng tay dứt bò là mình đi về dưới Bình Định sưu tầm được vài món. Giờ bắt đầu mình hành trình để mà sưu tập nha cả nhà. Cách đây không biết mình nói. Bữa đập nha các em, chiếc cầu huyền thoại ngày xưa. Đây là có một cầu mới khang trang hơn. Đây là nhà mình nha các nhà. Đây, từ năm 76 view trước là sông, sau là cánh đồng rất là đẹp. Đây là cánh nông thôn rất là bình yên. Đó là cánh đồng vào mùa người ta đang đang vào mùa nha. Ở mình gọi là thôn Đại Bình, nói chi tiết hơn là độ năm cả nhà. Bây giờ là mình chạy về hướng Tây Sơn, nơi anh hùng áo vải có nghĩa ba anh em diễn nhạc những hệ và những nữ cả nhà. Đây là cái đầu đồi sáu cả nhà. Ôi gieo mình đang ở đồi sáu. Đây là đang vào mùa, người ta đang làm ruộng rồi cả nhà. Đội 7 nha. Đó là đội 8. Đây là nhà thờ tứ đường Hòa Thành Công Minh. Thấy đi thì. Đây vườn sen cả nhà. Đẹp không? Đó. Thuộc địa phận Đồng Sáu. Bên này kia cánh đồng là thôn Tân Đức nha cả nhà, ở xã cùng xã Nhân Mỹ luôn, có một danh nhân nổi tiếng nhất Việt Nam mình, có một đội bóng lừng lẫy đóng góp cho nền thể thao nước nhà không nhỏ, đó chính là Bộ Đức, đội bóng Hoàng Anh Gia Lai nha cả nhà. Đây là bên tây phải của mình là chi bộ Hồng Lĩnh nha cả nhà, chi bộ đầu tiên của cái xã An Nhân này. Đây là mình đi lên hướng Tây Sơn. Tây Vinh, lên Tây Vinh đấy là mình sẽ đến Phú Yên, gần nhà của ba anh em Tây Sơn. Bên chỗ cái tay này video này là bên bên Đức.
người dân họ làm đất phân bò này nha, để mà bán về tỉnh Tây Nguyên làm cà phê. Và cỏ ở trong bò nha cả nhà, trên này là giống cây mía lắm. Cây mía là cái này có chim mía nổi tiếng Tây Sơn cả nhà, rất là ngon. Kiển nha cả nhà, kiển đặc trưng của miền quê Hương Bình Định. Bên kia là cái làng của Đức nha cả nhà. Doanh nghiệp và thành công thành đạt rất là tâm của tôi Việt Nam. Hành trình sư tông của mình được vài món. Mình hẹn cả nhà mình tại khu di tích Lò Cái Mê. Mình review cận cảnh cho cả nhà cùng xem. Còn đây là cái đường đẩy nha, thuộc thôn Đức Bình. Này cánh đồng tới khu di tích Lò Cái Mê, được viện nghiên cứu kinh thành Thanh Long vào nghiên cứu và nhà cả nhà khai quật tới rồi nha. Cái ống kính quay video này là 4:8 nha cả nhà. Địa danh này cả nhà, trạm bơm gần đây. Bên kia là An Thái nha cả nhà, nổi tiếng bún sông Thành. Cái An Thái gần cái An Vinh. Đây cái mê, đây cái mê hiện gọi đây. Đây là cái móc khảo cổ nha cả nhà, năm 2007. Có tiếng sĩ Trí ở viện khảo cổ xin kinh thành Thanh Long vào. Người thật vật chặt, minh chứng lịch sử là đây. Đào chỗ đây cả nhà, đây khu đào. Ở này có rất nhiều mảnh xanh nha cả nhà. Hồi xưa mình hay ra này mình chơi, là hơn 20 năm trước. Đó, chiều là hay ném mảnh xanh. Cây mê, lát nữa là mình sẽ review cái sản phẩm mình siêu tầm được ở tại cây mê này, cây mê huyền thoại. Đây là cây mê thứ hai nha cả nhà. Đấy, bao nhiêu năm mình mới ăn được ăn lại cái trái mê này. Đây, cây mê này. Cây mê huyền thoại. Mê khủng lắm bảo chú đâu. Cây mê cả nhà ơi, mê rất nhiều mà mê đụng lại đây. Hồi xưa mình đi học mình hay bóng mê này. Nhìn thấy cái mê này đó. Rất to rồi. Ô. Thấy chưa? Hai cây rất là to. Rồi mình xin tạm dừng lò thứ hai. Hai con bò cả nhà. Hồi xưa là người ta hái rất đông. Hôm nay là bận rồi. Chỉ cho ăn rôm nhà thôi. Đây cái quay cô là nhà ở đây này, mình hỏi này, cũng hàng xóm của mình thôi. Đó, nên là hỏi cái này hồi nhỏ là nhớ con không? Cô nhớ con hồi xưa hay lên đây ấy không? Nhớ chú anh không? Cô Tám. Là chỗ này là chỗ này đúng không? Ngay chân cô ở vậy. Tới đâu? Chỗ này đúng không? Rồi. Cái, ai phát hiện là cái chỗ này cô Tám? Bùi Minh Trí à? Đó, lên đây là hồi xưa là có ông Tám mà, ông nói là hơi nhiều lắm mà. Mình chiều mình lên đây, hồi xưa mình lên đây, lên đây đá banh này. Vậy là hay lấy đồ nghịch nè. Đây cả nhà. Đây. Hồi nhỏ chiều nào mình lên đây chơi hết. Rồi rất là to cả nhà. Rồi chỗ nào cô Tám? Ở đây có một cái khu lò này cả nhà. Chỗ này. Đây là một cái khu lò này cả nhà. Đó. Toàn cảnh nè.
cảnh khu lò Gò Cây Me nha cả nhà. Đó. À, cây me này. Các bạn nhà thấy cây me chưa? Hai cây me. Hồi đó là đào mấy ngày cụ Tám? Đào khao cổ bao nhiêu ngày? Mấy lần? Hai lần. Hai lần rồi, dạ. Đó là chân móng lò nha cả nhà, đó đây. Khu này là có hai cái lò nha cả nhà. Đó, hai lò. Chỗ kia là tập trung sản phẩm, có nghĩa là nghe cô Tám nói là ở đây có bốn miệng lò nữa nha. Hồi xưa thì nhỏ không biết, suốt ngày chơi về cái gốm cổ Gò Sành mà không có biết. Ở cái miệng lò mà ở trong nhà ông Tám nha cả nhà. Ông Tám biết cái khu này hồi xưa là thời ở rất là nhiều, nên ông Tám chỉ rất là cặn kẽ luôn. Ông Tám là cũng là một võ sư ngày xưa nha cả nhà. Hồi nhỏ là mình hay trạch bay trạch chân này lên đây nhờ ông Tám mấy ông đánh bó lại, ông cho thuốc nha. Nên là cả làng cả xóm này là cần thuốc giỏ thuốc đồ là lên kịp ông Tám. À, hơn 20 năm rồi mới quay lại cái khu này. Có chỗ này nghe cô Tám. Ở đây là đào nhiều chỗ nha cả nhà, chứ mà không có. Mà hồi nhỏ cũng nhớ là ở ngay chỗ bến này cũng đi lên theo mấy anh chồng bò ở đây là có rất là nhiều mảnh xanh đó. À, nên là ở về đây là có một số chế nha cả nhà. Ông Năm thì nghe nói cũng đào được một vài cái chế. Và ở dưới... ông bán. Còn một cái số chế người dân ở đây họ móc lại mình cũng sưu tầm được. À, con cảm ơn cô Tám rất nhiều nha. Dạ. Đây là cái me thứ hai nha cả nhà, rất là to. Mình xin đo cái thước này cho cả nhà xem này. Hai cái me này là hàng trăm năm nha cả nhà, hàng trăm năm luôn. Rồi, rất là to. Bên này là sông Côn nha cả nhà. Sông Côn, một sông hiền thoại trên địa đất miền Trung này. Hồi xưa là huyện Tuy Viễn nha cả nhà. Ở đây sông này có nhiều cái giếc không lắm này. Cái giếc nấu với rau răm. Mình xin review cái sản phẩm của mình ở cái nhà cùng xem đây nha cả nhà. Đây mình sưu tầm được cái sản phẩm này. Mình đi ngang qua cái nhà của Bảo Đức nha cả nhà, đi ngang qua nhà Bảo Đức lên Tây Sơn sưu tầm được. Đây là cái rồng ngay đây, nó được cái món này, tổng cộng được 4 món. Mệt lã người luôn. Đó là niềm đam mê luôn cả nhà. Anh bác giáo chạy 4 cánh đồng, đâu phải dễ. Cua cánh đồng mà có một nén ở đây. Đó. Mà rồi gối rất là kỹ. Về tranh thủ anh em bạn bè rủ đi nhậu rồi rủ bàn công chuyện, đam mê món này quá. Cũng muốn nhiều thời gian. Mơ ước của mình làm cái bảo tàng Gò Cây Me ở nơi đây. Đây chính luôn của nó này. Đây những cái món đồ Gò Cây Me nha, người thật tay ngang mini này, món thứ nhất. Đây món thứ hai. Chưa thịt trưng ngon có ngọt cái mê hàng quá chủng luôn. Đây mà xếp vào hai món này là cũng có cả sạch. Cái này cũng có nhiều lò nha các nhà, lò cái mê này, lò hơi này, lò cả sạch này. Còn hai món nữa, bốn món thôi nha. Màu vàng hoàng đỡ.
ở được chưa? Lên con vàng một đới nha, mình vui đó, chơi tiêu bản thôi, nó gãy cổ rồi. Rồi có cái cung thì nó còn con gốm Hoàng Đức nha cả nhà, là gốm Hoàng Đức. Ông Bình Voi nha cả nhà, chính xác là ông Bình Voi. Rồi tuyệt vời. Thôi, giờ mệt rồi cả nhà. Mượn livestream này chúc cả nhà mình sức khỏe, bình an và hạnh phúc. À, nếu mà có dịp về đây, mình xin đi giới thiệu với các bạn các khu là gốm, các khu du lịch Tháp Dương Lâm này trên đây một đoạn nha cả nhà. Bên này là sông Côn, quyền anh Thái, tay anh Thái mà cái anh Vinh nói về sứ vỏ nha cả nhà. Vỏ ở đây là có vỏ tàu, vỏ cổ truyền tại Bình Định này, nối tiếp từ xưa tới nay. Xin chúc cả nhà mình một ngày sức khỏe và tràn năng lượng. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại.